Ok, xin chào toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Và biệt là chào anh khách người Quan Tum. Ngày hôm nay em sẽ đi test thực tế khẩu FXQK2 cấu hình cao trả hàng cho bác đây. Đấy. Ở đây em sẽ đi vào test thực tế nhé. Đây, cái điểm test của em đây 55m nhé. Anh em làm theo dõi có thể biết rồi. Cái điểm test rất chi quen thuộc của bên em. Em sẽ lấy tâm dây rô cho bác ở cái điểm này 55m giữa tâm nhé. Đây tâm kính BNA đây nhé bác nhé. Đấy, tâm kính BNA. Chống rung chống giật chống nhìn tâm số tâm kính. À, có dấu chấm ở giữa cho anh chị em chơi đây. Đấy, cực kỳ sắc nét nhá. Em sẽ đi vào test thực tế luôn nhá. Cái khẩu FXQK2 của anh khách người Kon Tum này. Đây em sẽ bắn một điểm lấy tâm chứ nhá. Một viên này. Này, bắn điểm mới bên trên này. Một viên này, đấy thấy chưa? Đấy. Hai viên này, cần chỉ này, phá cực kỳ to luôn nhá. Đấy. Ba viên này, ok chưa? Bốn viên này. Đấy, anh khách người Kon Tum mà nhận hàng này. Đây phá to bắn điểm mới bên này này. Này, đấy thấy chưa? Giữ im tay nín thở bốc còi bắn đục lỗ nhá. Ăn chồng đạn luôn này. Ok chưa anh? Đấy. Chuẩn chỉ chưa? Xuống bên em lắp ráp thì anh em yên tâm là em sẽ test chuẩn rồi sẽ hôm mới gửi nhá. Và anh em lưu ý là cái hàng này bên em phải test, làm phải test phải chuẩn thì mới gửi. Nên nó thường nhiều khi là nó sẽ mất thời gian. Có những khẩu 3 4 ngày nó chưa xong. Nên anh em lưu ý nhá, có những khẩu có thể 1 ngày xong, có thể là 3 4 ngày chưa xong được. Nó có vấn đề trục trặc thì bên em không thể nào dám gửi được, anh em thông cảm nhá. Ok chưa? Đây, bắn hết băng luôn nhá. Phá vỡ to nhờ. Đấy hết băng rồi nhá. Đấy hết 11 viên này. Đấy, đây cấu hình của con FXQK2. Cấu hình cao của khách người Kon Tum đây. Đấy. Đây. Đấy. Anh khách người Kon Tum mà nhận hàng này. Có bộ QK2 này. Van cởi két khớp dép 1000 này, bình carbon này, giảm âm game tích. Giảm âm game tích này. Cành X8 phiên bản cắt về 18 inch cho anh. Kính ngắm BNA TMD nhé. Tâm số, tâm khắc kính, chống rung, chống giật, chống nhiệt tâm. Full một combo đầy đủ cho bác. Cả bơm, tặng một cân đạn cho anh nhé. Đây thì em sẽ đóng hàng gửi cho bác nhé. Anh để ý điện thoại nhận hàng giúp em nhé.